Vậy là tôi lại gặp em lần nữa không? Này chắc số trời xui khiến sao? Lần trước thì tôi có nhận xét là cái giọng ca của em là nó hướng nội, cho nên là cái nội tâm của em rất là đầy đặn. Thì hôm nay em chọn cái trích đoạn nó cũng có cái điều kiện như thế. Cho nên phải nói là cái đầu tiên có thể nói là cái diễn cảm hôm nay của em rất là tốt. Cái cho nên á, là ở đây nó gần như là em đã đi tới cái mức và ca với diễn nó kết hợp lại được, nó thuần thành, nó đã bắt đầu xuất hiện cái nét chuyên nghiệp ở trong cái giọng ca của em. Đó là một cái điều có thể nói là triển vọng cho em sau này rất là nhiều. Và không phải là em, mà hôm nay là cả năm em, phải nói là chúng tôi đều, nếu phải loại một em nào thì rất là tiếc, bởi vì có thể nói là ngang ngửa, rất là ngang ngửa. Người này nhích lên cái này thì người kia lại nhích lên cái khác. Ví dụ như chúng tôi cũng rất ngạc nhiên là hôm nay em Nhãn mà đóng nhân vật Nguyễn Thị Định, mà em nghĩa là đi thi với một vai diễn thế mà bản lĩnh, rất là bản lĩnh, tiếc cái giọng ca của em, mà thi cái này lại thi giọng cổ. Đấy, chứ còn đây là một cái tương lai của một cái diễn viên. Đấy, một cái diễn viên mà mới ra mà đóng như thế là tự tấn. Hoặc là như là em Nhường thì phải nói là cái giọng ca của em hôm nay nó cũng khai thác được cái bi hùng. Rồi em Bảy đó, thì cái chất hùng thì nó ít hơn, nhưng mà nó lại được cái chất sâu. Cho nên nếu phải nói là hôm nay thực sự cho tới bây giờ thì hỏi tôi là muốn loại em nào thì tôi cũng muốn loại em nào. Nhưng giờ ban tổ chức quy định là chỉ có ba em. Thế thì bản thân tôi bây giờ cũng phải chờ điểm cộng chung với sáu giám khảo khác nữa, rồi kết quả như thế nào thì chắc là em nào bị loại thì tôi cũng rất là tiếc, nhưng mà cũng phải chấp nhận cái cuộc chơi thôi. Xin chúc mừng em.